giới thiệu đến các bạn cái mẫu động cơ 60V 1.500, tốc độ động cơ là 3.900 vòng trên phút, và một cái mẫu động cơ loại khỏe hơn nữa là 72V 2.200W, thì cái loại này là 4.200 vòng trên phút. Cái loại này thì có đầu trục ra là 21-22, lối trục các đăng với này các cái cầu xe thì có thể chở được khoảng 1,5 tấn đường bằng, còn cái loại 1.500 này thì có thể chở được 1 tấn, các bạn làm xe 1 tấn đấy, 1 tấn. Thì đây là bộ điều khiển này, tay đảo chiều này, tay ga này. Con này của nó là còn là đây là tốc độ không qua giảm tốc của nó là 3.900 nhé. Đấy, còn qua cái hộp số này, chỗ này nó tầm khoảng hơn 600 vòng nhân phút thôi. Đấy, hơn 600 vòng nhân phút. Cái cách đấu này thì khách hàng mua thì bên em sẽ đấu sẵn, hoặc mà sẽ có gì sơ đồ về cho các bạn đấu. Đấy, thì nó có hai cái mẫu này, cái mẫu 1.500 này, và một cái mẫu 2.200 này. 2.200 thì nó dài hơn, nó nặng hơn.